Ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành quyết định thi hành kỷ luật viên chức giáo dục bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Quỳnh, sinh năm 1978, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Kỳ Xuân kể từ ngày 8 tháng 6 năm 2023 do vi phạm nghiêm trọng quy định nội quy quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. Báo cáo về kết quả công tác tổ chức kỷ luật viên chức giáo dục của Hội đồng kỷ luật viên chức giáo dục Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh cho biết, kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2023 cho đến nay, ông Quỳnh đã không đến làm việc tại cơ quan, mặc dù Trường Trung học Cơ sở Kỳ Xuân đã 3 lần gửi giấy mời làm việc. Sau khi ông Quỳnh tự ý bỏ việc, Phòng Nội vụ Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Anh tổ chức làm việc với Ban giám hiệu Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Kỳ Xuân để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Theo đó, ông Quỳnh bỏ việc để tìm công việc khác phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình và việc tự ý bỏ việc xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của cá nhân. Xác định việc ông Lê Văn Quỳnh với vai trò Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Kỳ Xuân, viên chức quản lý tự ý bỏ việc khi không được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền là vi phạm đạo đức nhà giáo, quy định quy chế cơ quan đơn vị, làm ảnh hưởng không tốt đến phụ huynh học sinh và ngành giáo dục. Hội đồng kỷ luật viên chức giáo dục Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh đã đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Quỳnh. Sáng 8 tháng 6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng bằng súng xảy ra trên địa bàn xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6, anh Nguyễn Đăng Ninh, 46 tuổi, đang trong tiệm vàng Đức Nam của gia đình thì bị hai đối tượng nam giới đeo khẩu trang, mặc quần áo che kính, điều khiển xe mô tô Accenter xông vào cửa hàng. Một đối tượng chĩa súng về phía anh Ninh để đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Đối tượng cầm súng đã bắn về phía anh Ninh, làm anh Ninh bị trúng hai viên đạn, một viên vào dưới ngực trái và một viên vào đùi trái. Ngay sau đó, anh Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng. Sau gần 8 giờ tiến hành khám nghiệm hiện trường khẩn trương điều tra, đến sáng 8 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng vụ cướp khi đang lẫn trốn tại thôn Đại Xuyên, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Đó là Lương Văn Đạt, 33 tuổi, ở thôn An Trung, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng và Nguyễn Văn Doanh, 34 tuổi, ở thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, đồng thời thu giữ một súng côn quay có 5 viên đạn cùng tang vật có liên quan đến vụ cướp. Sáng 8 tháng 6, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết đội kiểm soát phòng chống ma túy vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn. Trước đó, vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6 tại khu vực thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, các lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng người Lào chưa xác định danh tính về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam với tang vật thu giữ được là hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện hai đối tượng đang bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ hình sự để tiếp tục mở rộng điều tra. Chiều 7 tháng 6, liên quan đến vụ chủ cửa hàng bán quạt điện hành hung phóng viên đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa xử lý nghiêm trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trước đó, chiều 6 tháng 6, khi nhóm phóng viên chuẩn bị triển khai máy quay phim để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thì bị một nhóm đối tượng lao vào hành hung gây thương tích nghiêm trọng. Sau khi sự việc xảy ra, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã có công văn gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị xử lý các đối tượng. Hiện Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hai người để làm rõ về hành vi hành hung phóng viên. Tổng cục Hải quan cho biết tình hình buôn lậu hàng cấm, hàng lậu vẫn có những diễn biến phức tạp và nhức nhối. Bên cạnh các mặt hàng có giá trị và lợi nhuận cao, hiện nay đến gà lậu, ngà voi, sừng tê giác cũng tìm mọi cách tuồn vào thị trường nội địa. Theo đó, hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua tuyến biên giới đường bộ Việt Nam-Lào như gia cầm, đường kính, lâm sản, động thực vật, hoang dã, thuốc lá và qua tuyến biên giới đường bộ Việt Nam-Campuchia như ma túy, pháo nổ, vàng, thuốc lá điếu, ngoại tệ, thực phẩm vào các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang diễn biến hết sức phức tạp. Hoạt động vận chuyển hàng hóa gửi kho ngoại quan thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai quá cảnh đi Trung Quốc, Campuchia tiếp tục tiềm ẩn rủi ro trong việc đánh tráo, rút ruột thẩm lậu vào nội địa. Cùng với đó là tình hình buôn bán vận chuyển ma túy vào Việt Nam vẫn đang diễn ra hết sức nhức nhối trên cả đường bộ, đường biển và hàng không. Ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Anh Dũng, 51 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Thanh Cường, 28 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại làng O, xã Iao, huyện Iatrai, tỉnh Gia Lai.
Trước đó, hai đối tượng đã tham gia chở 23 mét khối gỗ thì bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Ia Trai kiểm tra bắt giữ. Mở rộng kiểm tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục phát hiện và tạm giữ hơn 23 mét khối gỗ và hơn 60 ster củi tập kết tại khu vực Làng O, xã Iao để chờ vận chuyển. Qua điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định và bắt giữ thêm 6 đối tượng có liên quan.